đây, ốc chiếc tàu kéo. Ốc. Đó, tên là ốc đó, tàu kéo ra. Đây rồi, tài lấy tài tàu coi giữ không? Vô nha. Vô nha, để mốt chở đi vòng vòng ra ngoài sông chơi nha. Đó, tướng như trong vui không? Đó. Chạy xe chậm ha. Vậy đó. Tốt ha. Điều để thôi chùi rửa sạch sẽ lại. Để dành nậu mà vậy đó mới ngon. Nó phải thấy cảnh đồng quê liền. Sao đâu nghe mùi than tự nhiên quái đúng là cù lao. Đó là dẫn chương trình nè. Lẩu cù lao ha, canh chua. Đầu to luôn đi. Đơn giản thôi, chỉ có cái đầu cá cha thôi. Cái đầu với bụng cá cha. Nấu lẩu điện rồi nọ thì xưa rồi. Không chơi giờ chơi lẩu than như nè, đó là nó mới giống như hồi xưa nè. Nó mới hấp dẫn một hồi nữa nó lên cái sôi này nè. Đó nó bóc mùi thơm lên nha. Lẩu chua. Đó nhìn mâm rau hấp dẫn luôn. Sẵn đây là rau nêm thêm nè. Không. Làm nhiều để vô nhiều. Bún có 2 kg thôi, mỗi người ăn ký. Mỗi người ăn ký. Ai luôn mình ký lại ăn. Cá thì vài miếng thôi. Thấy không? Xương. Chủ yếu ăn xương lấy nước có mùi này được rồi. Đó, cuối cùng là giải trí nhẹ nè không? Đó, cam. Ổi trái cây thôi. Đó một cái điều đặc biệt không thể nào quên đó là chén nước mắm chấm nè ha, chén muối ớt nè, với lại một cái nước đó, nước này là nước mắt quê hương hay còn gọi là nước Bắc Đại. Không biết này em ơi, ở cạnh một cái bờ sông, sau lưng mình phải có bờ sông nha, sau lưng là bờ sông. Và ngược hướng là tối quá không thấy. Có điện không? Thôi được rồi. Ngoài sông này kêu là sông Vàm Cái Sắn. Một hướng đi về Kiên Giang. Giá Kiên Giang đi vô hướng này là đá Cầu Sắn nè. Ngược về đây là sẽ đi về Long Xuyên, Châu Đốc. Đó lên Sài Gòn luôn.